xưa này, nãy là sột đất biển này, sột đất mặt đường này, sột phân lô bán nền. Vậy cái đất nông nghiệp, đất lúa đã sột bao giờ chưa? Đấy là một câu hỏi anh chị cần phải trả lời. Cái thứ hai, những cái diện tích đất rồng, đất rừng đã sột bao giờ chưa? Cái thứ ba, đó là sột đất rừng, đất ruộng, đất nông nghiệp hiện nay nếu chúng ta mua hay chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ nhận được cái lợi ích gì? Thì sau đây là 9 cái điểm mới cần chú ý khi luật đất đai năm 2024 được thay đổi và áp dụng vào. Thì cái 9 cái này sẽ làm thay đổi hoàn toàn đất nông nghiệp từ xưa đến nay. Trong đất nông nghiệp nó còn rủi ro hơn rất rất nhiều lần là đất ở nông thôn, là đất ở đô thị, là đất biển. Thì có lẽ cái loại đất nông nghiệp, đất rừng là cái loại đất rủi ro nhiều nhất. Thì sau đây là 9 cái thay đổi mới so với cũ. Cái điều đầu tiên đó là cái nghĩa vụ chung. Khi chúng ta sử dụng đất nông nghiệp, chúng ta nói là nhà tôi có một khu ruộng, nhà tôi có một khu lúa, nhà tôi có một cái đồng, nhà tôi một cánh rừng, nhà tôi có một cái rừng cấy ở trên đấy. Thì anh chị nghĩ rằng là cái việc chúng ta đất đai là của chúng ta sử dụng, nhưng phải chú ý việc này. Cái thứ nhất đó là nghĩa vụ chung, đấy là phải giữ nguyên cái hiện trạng đất, giữ nguyên cái hiện trạng đất trong cái quyền sử dụng đất, giữ nguyên cái ranh giới và hiện trạng đất. Đó là một trong những cái yếu tố là cái nghĩa vụ của mình. Mình sử dụng đất là mình phải cải tạo, phải đăng ký kê khai những cái cấy trên đấy, phải đăng ký kê khai cái hiện trạng đất trên đấy để mình giữ nguyên, không để gọi là hóa màu hoang hóa. Ví dụ như bây giờ một cái đất ruộng của chúng ta mà chúng ta đang cải tạo là đất ruộng, đang thuê là đất ruộng, và chúng ta phá đi, đổ xà bần lên, đổ gạch, đổ cát lên và bảo là cái đất ruộng này là tôi thích chuyển đổi như vậy, nó không có. Mà phải có nghĩa vụ bảo quản hiện trạng để không thay đổi đất, kể cả đất rừng, đặc biệt là cái đất phòng hộ và đất rừng đặc chủng. Nếu như những cái đất rừng đấy mà chúng ta thâu, chúng ta mua, chúng ta cầm mà chúng ta phá đi, chặt đi để thay đổi hiện trạng là không được. Đó là phải nắm chắc cái việc này trước khi chúng ta mua hoặc đầu tư. Nghĩa vụ thứ hai đấy là nghĩa vụ về tài chính. Chúng ta phải đóng thuế, có thể hàng năm, có thể một lần. Để là chúng ta phải việc là phải đóng thuế. Cái việc mà là trong cái thuế đấy thì tùy từng địa phương, tùy từng khu vực, cái việc đắt, việc rẻ thì được ưu tiên ở từng cái địa phương khác nhau. Cái thứ hai đó là chú ý rằng là cái quyền của chúng ta, khi chúng ta sử dụng những cái đất đó thì chúng ta được những cái quyền gì? Cái quyền thứ nhất là chúng ta được sở hữu những cái đất là trồng cây đúng mục đích. Ví dụ như bây giờ cho cây trồng cây lâu năm thì chúng ta có quyền trồng cây để kinh doanh cây lâu năm trên đó. Chúng ta có ngắn ngày thì chúng ta có quyền khai thác hoa màu trên đấy. Nhưng trước khi chúng ta muốn có cái quyền đó thì chúng ta phải có quyền sử dụng đất là sổ đỏ hoặc sổ hồng. Nhưng mà cái sổ đỏ thì hiện nay hầu như sẽ không dùng nữa, và sắp tới sẽ có một cái màu sổ mới, nên anh chị của luật đổi thay đổi cũng sẽ có những cái sổ đỏ kiểu màu mới. Hai nữa là chúng ta phải có quyền là đất là phải còn thời hạn sử dụng đất, chứ không phải là cái đất chúng ta sử dụng nó là hết thời hạn rồi nói ồ cái đất của nhà em là bây giờ là hết thời hạn, nhưng mà nhà tớ là dùng 30-40 năm rồi, bây giờ tớ chả ai làm được gì, chả ai làm được gì tớ cả, hay là chả ai làm, cha ông để lại nên không có ai vào để ăn cướp được. Không đâu anh chị. Cái thứ ba nữa là không sử dụng những cái đất mà cho phép sử dụng. Về phương án sử dụng là mình phải, nếu như các cái doanh nghiệp là luật cũ là không được sử dụng đất nông nghiệp, người nước ngoài cũng không được sử dụng cái việc đó. Nhưng đến lúc này luật mới sẽ áp dụng, đấy là cho người nước ngoài hoặc doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp. Thì trong đất nông nghiệp thì có đất trồng lúa, có đất trồng cây lâu năm, có đất trồng cây hàng năm, có rất nhiều loài đất khác được gọi là đất nông nghiệp vân vân. Thì anh chị phải chú ý cái việc này. Đó là cái việc mới khi mà được doanh nghiệp đầu tư như vậy thì có một cái điều diễn ra, đó là chắc chắn một điều, đối tượng sử dụng sẽ được mở rộng ra, và cái việc kinh doanh cho đối tượng sử dụng đó là một trong những cái điều sẽ mở ra những cái con đường kinh doanh thương mại trên đó. Nên cái việc thứ hai cũng hết sức chú ý. Cái việc thứ ba đó là sẽ được chuyển quyền chuyển đổi đất nông nghiệp. Mà chuyển đổi đất nông nghiệp là như thế nào? Chuyển đổi đất nông nghiệp ngay trước là ví dụ như anh có hộ khẩu ở tại cái địa bàn của xã, của huyện đó. Ví dụ như bây giờ nhà Đình là đang ở huyện Tân Kỳ chẳng hạn đi, và Đình muốn đổi đất cho một người A là Nguyễn Văn B, Đình là Nguyễn Văn A, đổi cho ông Nguyễn Văn B, và ông Nguyễn Văn B nếu như phải được ở cùng hộ khẩu thì mình mới đổi cái thửa đất A này sang cho ông B,
và lấy cái thửa đất B của ông A gần nhà đình. Nhưng mà hiện nay cái luật nó đã mở rộng ra, đó là tất cả những cái đất nằm trong tỉnh Nghệ An đi chẳng hạn đi, thì sẽ được đổi là đình đổi cho một cái người ở dưới thành phố Vinh và một người ở trên huyện nhà đình. Nếu hai thửa đất đó mà hai người hợp đổi với nhau là hợp thửa tách thửa, thì trong cái việc đó là không mất thuế cũng không mất phí quyền sử dụng đất. Nó hay chứ anh chị ạ, luật mới nó hay chưa, nó mở rộng ra cái khoảng thời gian ở địa bàn trong tỉnh khác nhau, còn trước đấy là nằm thu hẹp trong huyện khác nhau. Thì đó là một trong những là trước đấy là trong huyện, còn bây giờ là trong tỉnh, là mở rộng cái đối tượng sử dụng, rồi bây giờ là mở rộng vùng biên sử dụng để hoàn đổi đất cho nhau. Nếu anh chị thấy thích với nhau vẫn có đổi đất, từ xưa đến nay ta chỉ có mua về bán đúng không, nhưng mà bây giờ thích thì đổi, anh thích anh cứ đổi, không có vấn đề gì hết, mà lại không mất phí, không mất thuế phí. Đó là một trong những cái luật thay đổi. Cái thứ ba là như vậy, và chú ý rằng cái việc này là nằm ở trong khu vực của tỉnh thành nha anh chị, mà muốn đổi điều đấy là đất của chúng ta phải có sổ đỏ, phải có quyền sử dụng đất. Cái thứ tư đấy là cho chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền sử chuyển đổi mục đích. Thì quyền chuyển đổi mục đích này thì phải chú ý việc này anh chị, chuyển đổi đất nông nghiệp hoặc đất lúa, đặc biệt là chú ý đừng nghĩ rằng chúng ta mua đất lúa là chúng ta sẽ được chuyển đổi, đừng nghĩ rằng chúng ta là mua đất rừng là chúng ta sẽ cho chuyển đổi sang là đất ở, không anh chị ạ. Mà cái này là cái đất lúa về đất rừng nó cực kỳ khó, là nếu muốn chuyển đổi được cái này, bởi vì nhà nước là luôn ưu tiên giữ lại cái lương thực thực phẩm, mà muốn làm được cái điều này thì điều đầu tiên chúng ta cần đó là phải có hội đồng nhân dân tỉnh ký vào thì mới được chuyển đổi mục đích, chứ không phải là một đơn vị huyện là ký được đâu anh chị nhá, mà phải là hội đồng nhân dân tỉnh ký vào. Anh chị thấy nó kinh khủng nhỉ. Cho nên đừng nghĩ rằng cái đất lúa là sau này chúng ta là được ưu tiên để chuyển đổi rồi là ôm vào, không, hội đồng nhân dân tỉnh ký vào thì chúng ta mới được chuyển đổi. Đó là một cái phương án thứ ba, mặc dù là đang được ưu tiên mở đối tượng sử dụng, mở rộng đối tượng sử dụng, mở rộng phạm vi sử dụng, nhưng cái việc chuyển đổi về đất lúa và đất rừng là khó, nhưng đất nông nghiệp, đất vườn thì sẽ được ưu tiên cho chuyển đổi lên nếu có nhu cầu. À, nó lại hay vậy. Những cái đất, trường hợp là chúng ta bây giờ là có 200 đất ở này, mà trong cái vườn chúng ta là 500 đất, và bây giờ chúng ta muốn chuyển lên thì trước đấy nó rất là khó nha anh chị. Nhưng mà bây giờ ấy là không anh chị nhá, bây giờ muốn chuyển đổi là dễ dàng hơn. À, thì đó là một cái được và cái mất nè. Cái thứ tư là đất là phải đóng thuế phí, là giao đất là chúng ta là phải đóng thuế phí. Cái là giao đất không thu tiền sử dụng đất. Bây giờ nếu như chúng ta mà giao đất rừng, chúng ta mà giao những cái đất là rừng và rừng phòng hộ với rừng là chúng ta không thu tiền sử dụng đất, thấy chưa, lại được ưu tiên hỗ trợ cái việc này. Nên là chú ý là chúng ta rằng lại có những cái điểm hay, có những cái điểm mới. Cái điểm thứ năm ấy là cái điểm này hay anh chị nè, là cái hạn mức ở các khu vực, các địa phương, các tỉnh khác nhau anh chị nhé. Phải chú ý này, cái hạn mức này ấy là có nhiều loài khác nhau. Trong cái hạn mức đất trồng cây hàng năm thì 3 hecta cho vùng Trung Nam Bộ và 2 hecta cho các cái vùng khu vực mà gọi là trung ương, địa phương là như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là chỉ có 2 hecta cho đất trồng cây lâu năm. Như vậy nhiều ông giàu, như ông đại giá mà muốn ôm hàng chục hecta là không có, nó quy định hạn mức rõ ràng. Nên anh chị hãy cẩn trọng cái việc này, đừng nghĩ rằng cái đất đấy bây giờ ra rẻ để ta ra ta ôm cho thật nhiều đi, vì đất của nhà ta cả một nó dễ lắm, nên ra ta ôm cho thật nhiều, không anh chị, nó phải có hạn mức cả. Nên anh chị ở nhiều địa phương sẽ có hạn mức khác nhau. Ở khu vực trung du miền núi nó có hạn mức của trung du miền núi, ở khu vực đồng bằng thì nó có phải khu vực hạn mức của đồng bằng, ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nó phải có hạn mức khác nhau. Nên cái hạn mức của đất trong cái hàng năm nó cũng khác. Mà muốn đi hiểu điều đó anh chị phải vào đọc cái hạn mức sử dụng đất của từng địa phương, kể cả là đất nông nghiệp hoặc là đất tách thửa đã đều có hạn mức. Thì tiếp theo đấy là nếu mà đất trồng cây lâu năm thì 10 hecta cho đất xà phường và 3 hecta cho đất trung du miền núi. Như vậy tất cả những cái hạn mức này ở từng địa phương nó đều khác nhau, kể cả đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng tự nhiên. Như vậy là cái phần thứ 5 là đã đến nha anh chị. Phần thứ 5 là phần hạn mức. Anh chị phải chú ý rằng những cái phần này liên quan đến tiền của chúng ta cả anh chị. Khi chúng ta không biết chúng ta đặt cọc, chúng ta mua,
chúng ta bán, chúng ta xào 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 hết. Nhưng mà có một cái điều là khi chúng ta xào 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 như vậy mà chúng ta không để ý rằng cái hạn mức của mình quá mức thì mình sẽ không sử dụng được. Cái thứ ba đấy là cái số lần hạn mức chuyển nhượng, số lần là không quá. Trước đấy là chúng ta luật cũ với nha anh chị là chỉ có là 10 lần thôi. Tức là nếu cái việc chuyển đổi hạn mức trước đây là ví dụ như là chúng ta được sử dụng 10 hectare đất đi, thì chúng ta sẽ cù là chúng ta được 10 lần là 100 hectare đất chúng ta được mua bán chuyển nhượng sau đấy. Nhưng mà với luật mới thì được 15 lần. Được 15 lần như vậy thì đã tăng lên là thêm 25% này. Được 15 lần là thêm đâu đấy là 50%. Như vậy có phải là cái việc được nợ ròng ra để cho cái việc hưởng về đất nông nghiệp nhiều hơn đúng không anh chị? Nếu hưởng hơn về đất nông nghiệp rất là nhiều rồi các bạn ạ. Nó cực kỳ tuyệt vời trong cái việc này. Cái việc phần đề thứ 6 đó là chuyển đổi cơ cấu. Chuyển đổi cơ cấu là chuyển đổi như thế nào? Cái này mới là cái điểm tuyệt vời. Và cái điểm này là điểm nói chúng là 9 điểm thay đổi mới này là 9 điểm cực kỳ chú ý nha anh chị. Anh chị chúng ta đã để từng để ý rằng là cái việc homestay này, đã để ý rằng những cái cánh đồng lúa đấy và có những cái lều, có những cái vịt, có những cái hồ cấu, có những cái việc đến để chụp ảnh gọi là để chúng ta là nghỉ đấy hoặc là đi thuyền đấy hay là qua đêm đúng không nhỉ? Nhưng mà luật cù đấy là chúng ta gọi là xén canh làm một tí như vậy thôi, nhưng trên thực chất là không được hợp pháp. Nhưng bây giờ ấy là luật sẽ được áp dụng và hợp thức hóa cho kết hợp làm thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ là gì? Là cho có thể là cho nghỉ ở trên đấy, có thể là cho ăn uống trên đấy, có thể là cho câu ở đấy, cho chụp ảnh trên đấy, cho cắm trại ở trên những cái đất đấy. Nhưng phải có một cái điều kiện nhất định. Nếu như về đất trồng lúa thì anh muốn làm cái gì thì làm, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ được thay đổi hiện trạng là múc đất đấy đi và lấp đất xuống xây nhà lên đấy. Mà anh có thay đổi đào áo thì sau này anh cũng phải trả lại đúng mặt bằng để hiện trạng sau này còn khai thác tiếp tục. Nếu cần là phải chuyển đổi để cái đất đấy phải trồng được lúa, phải đảm bảo được lương thực thực phẩm cho nhà nước, cho nhân dân. Vì vậy cái việc nếu như chúng ta thay đổi hiện trạng mà sau này không thể quay về được hiện trạng cũ thì cái đấy là không được. Nên chú ý cái việc này. Nếu chúng ta làm du lịch thì chúng ta cũng không được ảnh hưởng đến. Nếu như trong cái việc này gọi là đã xây dựng là nông nghiệp thương mại dịch vụ thì kể cả những cái đất nông nghiệp, đất trang trại đấy thì vẫn được xây một cái nhà tạm. Và trong cái nhà tạm đó thì sẽ được xây một khu nhà để cho người nông dân, để cho chúng ta để cây của phân bón trên đó. Nhưng mà trước đấy nếu chúng ta xây thì nói rằng là khu này phải xin dự án, phải xin đúng phù hợp với quy hoạch. Vậy thì dự án thì bao nhiêu người nông dân xin được? Chẳng có ai hiểu cái dự án là cái gì thì xin cái gì. Nhưng mà bây giờ luật thể được tạo điều kiện gọi là cho kinh doanh thương mại dịch vụ trên đấy, cho là để làm sao khai thác được tốt nhất nhưng không ảnh hưởng đến cái đất hiện trạng đất hoặc ảnh hưởng đến những cái môi trường. Ví dụ đấy là cái rừng sản xuất, đấy là những cái rừng thì cho cắm trại du lịch để làm sao để khai thác hay cho trải nghiệm thế đó, nhưng mà không được thay đổi cái hiện trạng thế đó. Đó mới là cái điều tuyệt vời. Không được cho là làm sao để chúng ta thay đổi mà nó ảnh hưởng đến cái việc sau này, trong cái việc tiền sau này, đến cái việc khai thác sau này, làm sao mà chúng ta không làm được quay về như hiện trạng cũ thì đấy là chúng ta sai. Nên quyền là chúng ta có và nghĩa vụ là phải bảo vệ hiện trạng đất, và thời gian thì chúng ta phải đóng thuế một lần, nhiều lần. Và cái đó là một trong những cái mà nó hay nha anh chị. Chứ chúng ta mà trước đấy là để chuyển đổi, để thay đổi, để làm thương mại dịch vụ thì đấy là không được. Và các cái dự án mà nếu như công ty, các dự án nếu như muốn làm thì cũng phải làm một cái là trước đấy là phải làm một cái đề dự án công ty lớn, là phải làm gọi là dự án lớn đúng không, về cái việc khai thác gì. Nhưng đây chỉ cần là làm một cái kế hoạch kinh doanh trên đó thì người huyện nó sẽ chấp nhận cho, nếu phù hợp không ảnh hưởng đến cái quỹ đất mà của giáo như vậy thì người ta sẽ tạo điều kiện cho. Đó là một cái tuyệt vời nhất, mở rộng cho những cái đối tượng khai thác được dòng tiền đến đấy, mở rộng cho được cái đối tượng để làm sao chúng ta mà có được, vừa có được thuế, vừa người nông dân sử dụng đất đó vừa được thu nhập cao hơn, vừa anh em mình lại có được cơ hội để đi trải nghiệm, để giải và phóng những cái việc là chúng ta làm stress như thế này đúng không anh chị? Nhiều anh chị bây giờ làm cả tuần cả ngày như vậy nhưng mà chúng ta stress đúng không? Nhưng bây giờ làm như vậy thì chúng ta lại có cơ hội để đi thăm khu vực này, khu vực A, khu vực B. Sắp tới cái đất nông nghiệp
sẽ là đất hướng về đất nông nghiệp du lịch. Nông nghiệp du lịch Yên Tĩnh nào, thấy chưa? Đó là cái hay đấy anh chị ạ. Cái luật mới như vậy là tạo điều kiện cho anh chị chúng ta có cơ hội trải nghiệm đến những cái vùng đất mới, cơ hội để chúng ta làm đến những khu vực mà nó tốt hơn. Cái thứ bảy đấy là cho chuyển đổi dễ dàng về cái việc là tách thửa hợp thửa. Tách thửa hợp thửa là gì? Tách thửa hợp thửa tức là đất mà bây giờ chúng ta có hàng chục hecta như vậy, chúng ta muốn tách thửa ra thì chúng ta phải có được điều đầu tiên, đó là tách ra. Thì khi tách ra như vậy thì chúng ta cần phải có điều kiện, đấy là phần có đường, có những cái lối đi chung để cho người A người B. Bởi bây giờ tôi có 10 hecta mà tôi cần tiền quá, trước đây là không cho tách đâu anh chị ạ. Trước đây đất nông, đất mà đất ruộng hầu như không cho tách đâu. Đất rừng phải là đất trồng cây lâu năm thì cho tách, nhưng mà đất ruộng là hầu như ít. Vậy thì bây giờ anh tách thôi, nhưng mà phải có được cái đường đi, phải có được hành lang. Mà điều kiện đấy là phải đủ, một cái nữa là phải đủ diện tích. Bây giờ diện tích có quy định tại địa phương đấy là 1000 mét vuông thì mới được tách, mà anh chỉ có 990 mét vuông cùng không được tách. 990 mét vuông cùng không được tách thửa, cho nên là phải nắm, phải hiểu để chúng ta không bị mất tiền anh chị. Cái trò chơi, bất cứ một cái trò chơi nào thì chúng ta phải hiểu nó, mà muốn hiểu được nó thì chúng ta phải nghiên cứu một tí, hoặc là nhờ người có kinh nghiệm họ chỉ ra cho chúng ta cái đấy anh chị. Chứ nếu như chúng ta mà không nắm bắt cái này thì là một trong những cái mất tiền nhất. Đấy là giống như chúng ta lái cái xe mà không có bằng ấy, đi ô tô mà không hiểu luật ấy, không hiểu luật giao thông thì đồng nghĩa với việc là mất tiền, và không hiểu luật chơi thì việc mình luôn luôn bị đồng. Cái tiếp theo đấy là cái thứ 8, đấy là có cái này hay cực kỳ anh chị nè. Cái thứ 8 này anh chị thấy cực kỳ hay anh chị nè. Đó là trước đấy cái đất nông nghiệp, nếu chúng ta mà tranh chấp, tức là nếu như bây giờ là có một kilo đất của đình là 10.000 mét vuông, trong đó bây giờ là đình tranh chấp với người bên hàng xóm, là tranh chấp trên cái ranh giới của cái bờ rào hoặc là ấy đấy khoảng 1.000 mét vuông, vậy 9.000 còn lại trước đấy nó cũng bị chết oan luôn, tức là phải giữ lại luôn. Đấy là đất đấy đứng tranh chấp nên là không cho tách thửa, không cho hợp thửa gì cả. Nhưng mà luật mới có một điều thế này này, tranh chấp ở phần nào thì giữ cái phần đấy lại, còn cái phần không tranh chấp thì không được kéo nó đi theo, mà phải được cắt ra để cách cắt ra hợp thửa, tách thửa ra. Chứ nếu như bây giờ tôi không có tranh chấp ở cái khu bên A này của anh, chỉ mỗi tranh chấp có 1.000 mét vuông này mà kéo tôi 9.000 này đi theo là không đúng. Thì luật mới nó rất là hay chỗ này. Cái điểm mới là sẽ cho anh tách cái phần không tranh chấp đấy, còn cái phần tranh chấp cứ giữ lại đấy. Anh tranh chấp cái phần đó anh cứ giữ lại đấy, việc của nhà anh. Còn việc của tôi là tôi tách cái phần đấy ra, tách cái phần 1.000 này ra, còn cái phần mà đang còn tranh chấp trong cái việc đó là việc của nhà anh. Anh tự xử lý đi. Đó là một cái hay đấy anh chị ạ. Cái hay ở cái chỗ này, định nghĩ như vậy là nó quá chuẩn luôn đấy. Vì cái sự thay đổi mới này là một trong những cái mà nó mang đến những cái mà định phải tấm tắc cực kỳ luôn. Đấy là 9 cái thay đổi mới về đất nông nghiệp. Nó mang đến cho mình một cái mà không thể tưởng tượng được cái giá trị lợi ích đâu. Mà có bao giờ là sẽ sụt đất nông nghiệp nhờ những cái này không anh chị? Theo anh chị nghĩ là có bao giờ sụt đất không nhỉ? Nó rất chỉ là dễ dàng, có khả năng anh chị. Nhưng mà mình phải thận trọng với nó, vì cái giá trị khai thác đấy mình có điểm mạnh với nó không, phải chú ý việc này. Mà cái phần cuối cùng đấy là chú ý cái việc này này. Trước đây đó là nếu như chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm, nhưng mà khi chúng ta làm rồi, vậy là bây giờ nhà em ấy là em chỉ có được 1.000 mét vuông thôi, nhưng mà do là em tranh chấp với người trong nhà vậy, hoặc là với hàng xóm, mà trong quy định là 1.000 mét vuông là không được tách thửa nếu đất công nghiệp từng địa phương. Nhưng mà bây giờ em thích là em ra tòa, em kiện với tòa là hai anh em nhà ta tranh chấp, và trong hai anh em đấy thì bây giờ em trai hoặc anh trai là phải ra tòa để kiện nhau và để tách ra thành hai phần. Nhưng mà hiện nay là quy định trước này, luật cù nếu có giấy của tòa thì sẽ được tách cái phần không đủ diện tích đó ra cho anh. Nhưng mà luật mới là không được, tòa có yêu cầu tách cùng không được nếu không đủ diện tích. Cái này mới là cái mới quan trọng mà nhiều anh chị chưa tách bia cho con cái, hay là anh em mà không đủ diện tích thì tranh thủ làm đi. Chứ còn đến cái thời điểm đấy là không còn cơ hội nữa đâu. Đến thời điểm đấy là thôi rồi, hết. Đến thời điểm là không còn được, không còn tách nữa đâu. Trước đấy là lách luật,
đây là chuyển đổi, đây là nhờ luật sứ, đây là làm cho cái tờ giấy đấy là tách, là vì không đủ điều kiện. Nhưng luật mới tuyệt đối không bao giờ kể cả có giấy giấy của tòa. Đó là một trong những cái điểm mới mà anh chị mất rất nhiều tiền nếu chúng ta không nắm được điểm này. Mà khi định đọc cái này, định phải đọc đi nghiên cứu lại, hỏi đi hỏi lại mai, chứ không phải là mình chia sẻ bừa đâu anh chị. Mà nếu như mình hỏi xong rồi mình cảm thấy à cái này nó mang được cái giá trị gì thì định chia sẻ lại cho anh chị. Như vậy, như vậy sau đây là 9 cái mà chúng ta cần chú ý đấy nha anh chị. Cái thứ nhất là cái nghĩa vụ chúng ta sử dụng cái đất là phải có nghĩa vụ trên đấy, nghĩa vụ bảo quản hiện trạng đất. Cái thứ hai là quyền của chúng ta là phải có quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, phải còn thời hạn. Cái thứ ba đấy là giao đất, là có thể là phải chuyển đổi, được chuyển đổi mục đích nếu phù hợp với quy hoạch. Cái thứ tư là đất là phải đóng thuế phí, là giao đất là chúng ta là phải đóng thuế phí. Cái tiếp theo đấy là cái hạn mức, đấy là cái bước thứ năm, đấy là cái hạn mức chúng ta được sử dụng cho một người, một cá nhân, một hộ gia đình là bao nhiêu. Cái hạn mức này sẽ tăng lên. Cái thứ tư đấy là cơ cấu chuyển đổi để kinh doanh, làm sao khai thác lên đó. Cái thứ bảy đó là chuyển đổi đất nó sẽ dễ dàng hơn. Cái tiếp theo thứ 8 đấy là cái tranh chấp, là chỉ kiện tụng tranh chấp ở cái phần của ranh giới tranh chấp thôi. Cái thứ 9 đấy là cái hạn mức tách đổi, là tòa án không được làm cái việc là đưa ra lên để tách mặc dù không đủ diện tích. Thì đó sẽ là một trong những cái tuyệt vời nhất trong 9 cái vấn đề đó. Anh chị thấy những cái chia sẻ này hay, thấy những cái chia sẻ này tuyệt vời thì hãy like cho Đình ở bên phải hoặc bên trái của màn hình, hoặc chia sẻ cái này đến cho anh chị chúng ta nhiều hơn. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều.